Sau một thời gian bán bình Green Finger của Hàn thì em nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía bố mẹ. Mặc dù là một cái thương hiệu bình sữa mới ra nhưng mà núm của Green đã cải tiến khá nhiều so với những cái dòng núm ra trước đấy. Núm ti rất là mềm, tận 2 van thoát khí nên tăng khả năng chống đầy hơi khi con ti bình. Ngoài ra thì Green là một dòng núm ti mà khắc phục được tình trạng bẹp núm hơn so với những cái dòng ra trước đấy. Và quan trọng là tốc độ chảy của Green thì khá là phù hợp với sức bú của các em bé Việt Nam. Và để đáp lại sự yêu thích của bố mẹ đối với mã Green Finger thì ngoài phiên bản trơn, nhà em đã về các phiên bản họa tiết hè 2024. Các phiên bản họa tiết của Green Finger mùa hè này thì đều được lấy cảm hứng từ hoa cỏ thiên nhiên, thế nên đều có màu sắc tươi sáng mà chắc chắn là các mẹ bỉm sẽ rất là yêu thích. Phiên bản màu tím được tô điểm bởi những bông hoa mộc lan xinh xắn, tượng trưng cho sự dịu dàng và thanh lịch của người mẹ. Phiên bản màu đỏ được vẽ nên bởi những bông hoa trà, biểu trưng cho sự tinh tế và mang ý nghĩa may mắn. Phiên bản màu vàng thì có lẽ cũng được nhiều mẹ yêu thích, được tô điểm bởi hoa diên vĩ Hàn Quốc, mang màu vàng tươi sáng và tinh thần lạc quan. Có thể nói là dù họa tiết có phần hơi nữ tính của Green Finger nhưng mà đều được gửi gắm ý nghĩa rất đẹp thay lời cảm ơn đến những người mẹ luôn yêu thương các em bé của mình. Với phiên bản họa tiết thì Green Finger vẫn sẽ có hai dung tích bình là 160ml và 280ml để cho bố mẹ lựa chọn cho bé yêu nha. Khi lựa chọn bình sữa cho con thì núm ti là phần quan trọng nhất, và nhà em tự tin để nói rằng núm ti của Green thực sự rất xuất sắc ở trong thời điểm hiện tại, với những ưu điểm như là chống đầy hơi tốt nhờ hai van thoát khí, núm siêu mềm và hạn chế sặc tốt cho những bé mới tập ti bình. Ngoài ra thì phần vòng tròn trên bầu núm còn được hãng đặc biệt thiết kế để bố mẹ dễ dàng điều chỉnh khớp ngậm chuẩn cho các bé khi ti bình nữa nha. Với hơn 4 năm đồng hành cùng với bố mẹ trong quá trình chọn bình sữa cho con yêu thì dù Green Finger là một thương hiệu rất mới nhưng có rất nhiều điểm cộng so với những bình sữa ra trước đấy, xứng đáng để bố mẹ đầu tư cho con nhé.